Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm nước Đông trùng hạ thảo, một trong những sản phẩm giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, đồng thời tăng sức đề kháng cũng như là bồi bổ cho sức khỏe của chúng ta. Là sản phẩm nước Đông trùng hạ thảo đến từ Hàn Quốc, một trong những sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay. Đông trùng hạ thảo thì vốn đã được biết đến là một trong những loại thảo dược quý hiếm, giúp tăng cường sức khỏe, đồng thời là tăng cường sức đề kháng cũng như là tốt cho sinh lý nam giới. Tuy nhiên thì với sự phát triển của công nghệ hiện đại hiện nay thì việc nuôi cấy cũng như là việc nuôi trồng đông trùng hạ thảo đã không còn khó khăn quá rồi. Và chính vì vậy tất cả chúng ta đều có cơ hội sử dụng sản phẩm này. Và thay vì việc sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con thì trong video ngày hôm nay Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo một trong những sản phẩm giúp cơ thể của chúng ta hấp thụ được hết tất cả những dinh dưỡng của sản phẩm này. Dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo như bên cạnh Kiều Anh đây là một trong những sản phẩm được xuất xứ từ Hàn Quốc với khối lượng là 100ml nhân với 10 chai. Và với sản phẩm nước đông trùng hạ thảo này có giá thành vô cùng hợp với túi tiền và tất cả chúng ta thì đều có thể sử dụng. Nếu như các bạn hỏi Kiều Anh rằng dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo này có công dụng gì thì Kiều Anh xin được giải thích rằng dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo dạng chai như bên cạnh Kiều Anh đây có công dụng là giúp tăng cường sức khỏe. Đồng thời đối với nam giới khi chúng ta có vấn đề về sinh lý hay chúng ta gặp các vấn đề về thận thì dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo này sẽ giúp cho thận của chúng ta được khỏe mạnh hơn, đồng thời là bồi bổ sức khỏe cũng như là việc tăng cường sức đề kháng ở người sử dụng nước đông trùng hạ thảo dạng chai có vị chua ngọt đồng thời được đóng gói trong từng lọ thủy tinh riêng rất đảm bảo vệ sinh đồng thời là an toàn thực phẩm và sản phẩm này thì vô cùng tốt đối với những người sau phẫu thuật hay những người có thể trạng cơ thể yếu và dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo này giúp vận chuyển quá trình oxy cũng như là đồng thời giúp bồi bổ máu trong cơ thể và đối với những người mà có sức đề kháng kém, thường xuyên nhiễm các căn bệnh như là cảm cúm, ho hay là sốt thì khi sử dụng nước sản phẩm đông trùng hạ thảo này sẽ giúp tăng cường sức khỏe, đồng thời sẽ tạo nên một lớp màng bảo vệ trong sức khỏe của chúng ta và từ đó thì sẽ giúp cho sức đề kháng của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, nước đông trùng hạ thảo còn có khả năng bồi bổ sức khỏe. Đây là sản phẩm bồi bổ cơ thể tốt nhất, có tác dụng tăng cường chuyển hóa, vận chuyển oxy, giải phóng năng lượng tăng cường sự dẻo dai của cơ bắp và phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Đông trùng hạ thảo Hàn Quốc có tác dụng là tăng cường khả năng hoạt động sinh lý, có tác dụng kích thích cường dương và chống liệt dương. Với liều lượng vừa phải, đông trùng hạ thảo có hiệu quả trong việc kích thích chức năng tình dục ở những người bị giảm khả năng hoạt động tình dục, kể cả nam và nữ. Ngoài ra, sản phẩm này còn phòng chống các bệnh về đường hô hấp như hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi, lao phổi và các bệnh về phổi đối với chị em phụ nữ khi sử dụng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo này sẽ giúp tăng cường sức khỏe bên cạnh đó thì giúp là ngăn chặn quá trình lão hóa đến sớm với chúng ta cũng như là khiến cho da rẻ được hồng hào hơn và với sản phẩm này mỗi ngày chúng ta chỉ cần sử dụng một chai như thế này thôi là cũng có khả năng là giúp tăng cường sức khỏe rồi và như kiểu anh có lưu ý khi chúng ta sử dụng bất cứ một sản phẩm nào thì chúng ta nên sử dụng trong thời gian dài để có được sức khỏe tốt nhất cũng như là có được kết quả tốt nhất với bản thân mình. Và để mua được dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo tốt nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Gorea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 428 để được tư vấn về sản phẩm nước đông trùng hạ thảo đến từ Hàn Quốc. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm nước đông trùng hạ thảo đến từ Hàn Quốc này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn biết thêm các sản phẩm đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ kênh siêu thị Hàn Quốc.